Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Real Betis và câu lạc bộ Villarreal. Đây là trận đấu thuộc vòng đấu thứ 5 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 12 tháng 9 theo giờ Việt Nam và các cầu thủ Betis sẽ tiếp đón Villarreal trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội khách Villarreal sẽ là những người đứng ra cửa trên và sẽ chấp đội chủ nhà Betis với mức kèo là 0,25, mức kèo phải hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0,5. Mức tài xỉu trận này là 2,5, 2,75 và 3 trái tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những ý định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và các bạn ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Năm lần gặp nhau gần đây nhất của Betis và Villarreal. Betis thắng 1, hòa 1 và thua 3 trước Villarreal. Năm trận thi đấu gần nhất của Betis, Betis thắng 4 và thua 1. Năm trận thi đấu gần nhất của Villarreal, Villarreal thắng 4, hòa 1. Và ở trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình chọn cửa đội chủ nhà Betis đồng banh hoặc được chấp 0,25. Vì sao? Có thể trận đấu này Betis bị dắt cửa dưới. Tuy nhiên thì xét về thể lực cũng như là chiều sâu đội hình ở hiện tại, Betis họ cũng không thua kém gì Villarreal là mấy đâu. Thứ hai là trận đấu này Betis có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba là trận đấu này Betis được chấp. Nếu như mà kết thúc 9 phút hai đội có hòa nhau thì chúng ta chọn cửa Betis, chúng ta cũng chỉ từ quầy kèo đến thắng được nửa kèo mà thôi. Và biết đâu với phong độ cũng đang khá là ổn định ở những lượt trận vừa qua và điểm tựa sân nhà nữa thì Betis trận đấu này họ sẽ tận dụng được để có chiến thắng trước Villarreal luôn thì sao. Thì trận đấu này mà là tin tưởng mình ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Betis đồng banh hoặc kèo phụ được chấp đồng nữa nha. Mức tài xỉu trận này là 2,5, 2,75 và 3 trái. Thì đây là hai đá bóng đang có hiệu sức ghi bàn rất tốt ở giải La Liga cũng như là đấu trường châu Âu. Do đó trong này hai đội sẽ đều có bàn thắng, cũng hay là với lợi thế sân nhà thì Betis sẽ cầm chân Villarreal với số là hòa 2 đều hoặc là 3-2 ngang với cho Betis. Nên bắt đầu tin tưởng mình ở hay là ưu tiên đá cửa tài trong này. Trận đấu này thì mình khuyên các bạn hay là nên đá tài thì hơn, chứ đá Betis thì nó cũng khá là giật giò. Mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và số 1 trái. Do đó hiệp 1 hay là với lợi thế sân nhà thì Betis là những người sẽ có bàn thắng vào số trước hoặc là hai đội sẽ hòa nhau một đều hiệp 1. Hiệp 1 các bạn lựa kèo Betis được chấp, mặc dù là cái bạc bạc hơi thấp nhưng mà nó sẽ an toàn hơn. Và đã tài 2,1 thì vào. Ưu tiên đánh tài hiệp 1 cho nó này cũng được. Tóm lại chỉ đó một chút kèo, chọn cửa đội chủ nhà Betis và đá tài ở hiệp 1 cũng vậy. Thì cái này là cái phần nhận định riêng của mình về trận đấu này. Anh em nào có ý kiến khác comment bên dưới nha. Còn anh em mà đồng ý với quan điểm này thì mong anh em hãy like và đăng ký kênh nếu chưa đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn ở lựa chọn của mình nha.